Bảo Khánh xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay Bảo Khánh xin giới thiệu với quý khách hàng một sản phẩm mới của Bảo Khánh, đó chính là cây bút trầm hương. Nói về cây bút thì xưa nay Việt Nam ta đã có truyền thống hiếu học. Người được tặng chiếc bút cũng mang một ý nghĩa rất là sâu sắc, đó chính là sẽ được công thành danh toại, công việc thăng tiến. Nói về chiếc hộp bút của bên em thì đầu tiên đây ạ, đó chính là bề ngoài là chính là một chiếc hộp rất là tinh tế và sang trọng. Bên trong là đó là chiếc bút trầm hương của bên em ạ. Bên ngoài được thiết kế rất là đẹp và tỉ mỉ, được nghệ nhân bên em thiết kế rất là tỉ mỉ đấy ạ. Em sẽ mở cho mọi người xem nhé. Đây ạ. Nếu quý khách hàng nào quan tâm đến sản phẩm của Bảo Khánh, xin hãy liên hệ hotline 0911 324 888 để biết thêm thông tin và chi tiết ạ.